Không nghe đâu trời. Sáng má cho 5.000 mà giờ đây không biết ở đâu. À đây rồi. Thằng kia mày nhanh chân cơm mơ mày lên. Mày đi cùng tao mình gan răn các bạn xếp hàng. Uầy. Give me 5 minutes để tao vuốt vuốt tí keo. Em mẹ mày lên. Mày yên tâm mày ngồi kia chờ tao. Sao mày vừa rồi rồi rầm hết ca lên. À mày có thấy tao treo cái cuốn ship logo chú bao không? Đây á. Sao con mua cuốn ship mới? Nguồn đồ ngoài chợ mới. Wow, wow. Cái thằng này. Mày có bí mắt không? Tao mới vừa mua cách đây có 9 năm. Điều đây còn sai tôn. Mau mau đi chiến liền mình mày ơi. Mình cùng chiến liền mình nào. Mày support tao à đề. Tóc biến ca sao mày không đơ. Giúp tao. Mày đã ngu như con. Thì mày không thấy nó rít. À mày cũng không thấy tao rít luôn. Cứ KS mang rồi tao bi ăn thanh. Mày chẳng phải là một support chuyên nghiệp. Ấy chết hôm nay là ngày gì mày có nhớ đến không? Thôi rồi. Ngày no em mà lại vô tiệm game. Tao quên cha ngày ni tao lỡ hẹn với em. Đã thế không đứng dậy mà chạy nhanh keo bị mất u. À quên cha tiền nét dùm tao. Vì trong người tao chỉ còn 4.500. Có chẳng bắt máy em yêu chơi kỳ ghê. Nhắn tin chẳng reply. Em ơi hồi âm với anh nhận mình có lỗi. Wow, wow. Nó em buốt ra anh điên dưa vào vai ai để sưởi ấm đây. Vai tao còn lonely. Cứ giữa vì nó free. Vì đã lỡ chơi game nhiều. Mày support tao à đề. Anh biết lỗi của mình vì mai chơi game. Tại thắng cơ ho nó cứ rủ và kiên holy damn shit. Mày mơ là ngựa rủ tao. Em nghe anh chưa nhận con mẹ nó tay. Chứ nó đánh AD cũng ngu như mai chơi game na na. Ồ ồ chiến game na na. Đã lỡ chơi game, đã lỡ chơi em anh nhầm game. Mình phải bước một mình vì ngày mai rất dài. Mãi chiến game na na na. Ồ ồ chiến game na na na. Đã lỡ chơi game, đã lỡ chơi game. Mình phải bước một mình vì ngày mai rất dài.